Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình tối nay, thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Nam Phi trình quốc thư. Thủ tướng Chính phủ dự kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. triển khai toàn quốc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại xã Mường Lượm, huyện Yên Châu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ Nam Phi, Vuysoa Tulelo, Trình quốc thư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Vuysoa Tulelo được cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi và xác định Nam Phi là đối tác hợp tác và phát triển quan trọng tại châu lục. Tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc không liên kết. Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác theo hướng đa dạng hóa cơ cấu và quy mô hàng hóa trao đổi, tăng các sản phẩm có giá trị cao, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Chủ tịch nước mong muốn Nam Phi tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong nhập khẩu than phục vụ nhu cầu trong nước thông qua việc ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản. Liên quan đến nông nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu triển khai hợp tác nông nghiệp ba bên giữa Việt Nam, Nam Phi và một nước châu Phi như mô hình từng triển khai thành công với Cộng hòa Guinea. Ngoài ra, hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, công nghiệp chế biến, du lịch, văn hóa, chống biến đổi khí hậu. Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Bà đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ chính trị ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân, đồng thời quảng bá về hình ảnh hai đất nước tới người dân cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ công tác. Sáng ngày 5 tháng 8 tại Hà Nội, dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, tài nguyên môi trường là yếu tố không thể thiếu đối với sự sinh tồn và phát triển của con người, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, mong toàn ngành củng cố vững chắc nền tảng, khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên môi trường đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Cách đây tròn 20 năm, ngày 5 tháng 8 năm 2022, Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 11 đã ban hành nghị quyết thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Ghi nhận những nỗ lực và đóng góp đối với sự phát triển của đất nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động ngành tài nguyên và môi trường phải tăng cường đoàn kết xây dựng đảng bộ bộ tài nguyên và môi trường thực sự trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng đảng viên toàn ngành phải đẩy mạnh chuyển đổi số xây dựng tài nguyên số trên nền tảng dữ liệu lớn nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khắc phục các tồn tại hạn chế nhất là trong lĩnh vực đất đai khoáng sản triển khai đưa luật bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để hiện đại hóa hệ thống mạng lưới khí tượng thủy văn đẩy mạnh hợp tác hội nhập phân tích dự báo phân tích các xu thế dòng chảy của thời đại để tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương chính sách nhằm đi trước đón đầu bắt kịp xu hướng phát triển chung của thế giới nắm bắt và tận dụng các thời cơ thúc đẩy chuyển dịch mô hình phát triển góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước Thủ tướng đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được vinh danh vì những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường. Với vai trò Chủ tịch Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 ACCSM 21 Sáng ngày mùng 5 tháng 8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ Việt Nam đã tổ chức hội nghị Những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN lần thứ 21 với chủ đề Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng. Hội nghị đã thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch làm việc của ACCSM giai đoạn 2021-2025 với tổng cộng 31 dự án và hoạt động, trong đó có 12 dự án hoạt động đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện. 19 dự án đang được lên kế hoạch, tất cả đều triển khai đúng tiến độ đề ra. Đồng thời xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, các phương thức tiến tới mở rộng hợp tác của ACCSM với các cơ quan ban ngành khác của ASEAN cũng như các nước đối tác đối thoại nhằm xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ có ba vấn đề chính mà chúng tôi muốn tập trung và đã đi đến thống nhất là việc số hóa các thủ tục công vụ, thể chế hành chính và đơn giản hóa các khâu đầu tư, cơ chế đầu tư cho vấn đề công vụ. Điều này sẽ giúp hoạt động công vụ trong thực tiễn đạt hiệu quả cao hơn. Việc đưa ra các giải pháp để thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới, việc tiếp tục triển khai sáng kiến Singapore cũng như thực hiện sáng kiến của Việt Nam về tuyên bố tăng cường sự thích ứng của nền công vụ. Đối với những thách thức mới đã thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công vụ các nước ASEAN một cách toàn diện. Kết thúc hội nghị này, Việt Nam đã chính thức hoàn thành vai trò chủ tịch ACCSM 21, quốc gia kế nhiệm là Brunei đã nhận chuyển giao chức chủ tịch hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22. Sáng nay Ngày 5 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Sơn La dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các huyện, thành phố. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. Hội nghị đã triển khai khung cơ chế chính sách và định hướng chỉ đạo thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đến năm 2025, phần đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, và đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. So với giai đoạn 2016-2020, chương trình giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cấp xã, huyện, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và cấp thôn đạt chuẩn hai nông thôn mới. Chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn 8.227 xã, 644 đơn vị cấp huyện có xã bao gồm cả 74 huyện nghèo thuộc 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho chương trình giai đoạn 2021-2025 là 39.632 tỷ đồng, gồm 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 9.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp được phân bổ cho các bộ ngành trung ương và địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan Đề nghị các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trưởng ban chỉ đạo trung ương giao. Trong đó, ngay trong năm 2022, đề nghị các bộ ngành trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương còn lại và phương án phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để kịp thời triển khai thực hiện ngay trong tháng 8 năm 2022. Đồng thời, chủ động nghiên cứu ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022. Hôm nay, Ngày 5 tháng 8, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ 5 năm 2022. Dự hội thi có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tham gia hội thi nhà nông đua tài tỉnh Sơn La lần thứ 5 có 110 hội viên đến từ 12 huyện thành phố của tỉnh Sơn La. Với hình thức thi sân khấu hóa, các đội thi đã trải qua 4 phần thi gồm lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông và so tài nhà nông. Các đội thi đều đã lựa chọn những nội dung vấn đề cốt lõi sát tình hình thực tiễn, phù hợp với tình hình địa phương. Trong phần thi lời chào nhà nông, đa số các đội thi đã chủ động thể hiện khá tốt phần thi của mình có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phù hợp gắn với mục đích ý nghĩa của hội thi, sử dụng hình thức sân khấu hóa kết hợp trình chiếu, đạo cụ âm thanh, hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu về địa phương đơn vị mình và các thành viên tham gia hội thi. Phần thi nghe nông dân nói, các đội đã bám sát nội dung đề ra, các thành viên là những hội viên nông dân thực thụ, chăm chỉ, cần cù siêng năng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, lựa chọn những nội dung công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vai trò trách nhiệm của tổ chức hội hội viên nông dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương phần thi kiến thức nhà nông là phần thi đòi hỏi thí sinh phải có một lượng kiến thức hiểu biết một cách tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực và có kinh nghiệm trong sản xuất hầu hết các huyện thành phố đã xét chọn cử tuyển cho đơn vị mình đội thi tiêu biểu toàn diện trên các mặt đặc biệt là ngoài việc đồng áng chăn nuôi lao động sản xuất các thí sinh phải dành nhiều thời gian cho học các câu hỏi đáp án và trả lời khá chính xác bộ câu hỏi của ban tổ chức đưa ra Phần thi so tài nhà nông với các tiểu phẩm liên quan đến quê hương đất nước được các thí sinh thể hiện hay, hấp dẫn, có nhiều tiểu phẩm tuyên truyền có tính thuyết phục và có ý nghĩa giáo dục cao, được chuẩn bị kỹ lưỡng về cảnh trí và đạo cụ. Nội dung tập trung xoay quanh các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vấn đề bức xúc nổi cộm hiện nay được các đội khai thác với nhiều góc độ khác nhau đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Với cái hội thi lần này thì chúng tôi cũng mong muốn ngoài cái việc truyền tải các kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về kinh tế xã hội đến cán bộ đảng viên nhân dân toàn tỉnh thì tại hội thi trực tiếp thì chúng tôi cũng xác định đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị rất là sâu rộng trong cán bộ hội viên nông dân toàn tỉnh để nghiên cứu học tập các quán các chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của, của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn và thông qua đó thì tạo điều kiện cho cán bộ hội viên nông dân toàn tỉnh có một cái sân chơi lành mạnh bổ ích để có cơ hội giao lưu chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi hội nông dân huyện Thuận Châu, giải nhì cho đội thi hội nông dân thành phố Sơn La và giải ba cho đội thi hội nông dân huyện Vân Hồ. Trao 9 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho đội tuyển có phần thi hay nhất ở từng nội dung. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một giải tập thể cho huyện có số người dự thi đông nhất và 10 giải cho các cá nhân đoạt giải phần thi trắc nghiệm trực tuyến. Chiều ngày 4 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 8 đề án tương ứng với 8 nghị quyết và 12 chủ trương để tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Sau 2 năm tập trung lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường. Với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực cơ cấu các ngành chuyển dịch đúng hướng tạo được bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế được quan tâm quốc phòng an ninh được giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như đảng viên được nâng cao công tác kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được quan tâm Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị có nhiều đổi mới về nội dung và chất lượng. Tại hội nghị, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy Mai Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, từ đó xác định rõ trách nhiệm trên các lĩnh vực phụ trách của từng cá nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng ghi nhận tinh thần tự phê bình và phê bình của từng ủy viên thường vụ huyện ủy, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện Mai Sơn tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Sáng nay, Ngày 5 tháng 8, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cùng đoàn công tác của tỉnh và huyện Yên Châu đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào thuộc bản Lao Khô 1, xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu. Dự kiến lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, 45 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào sẽ tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2022 tại khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào, bản Lao Khô 1, xã Vinh Khoài, huyện Yên Châu. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, khảo sát các vị trí dự kiến tổ chức hoạt động trong lễ kỷ niệm, thảo luận về phương án, chương trình cùng cách thức tổ chức các hoạt động của buổi lễ. Qua kiểm tra, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu sở ngành liên quan tập trung nhân lực phương tiện thực hiện tốt các phương án chuẩn bị để tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Yên Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung các hoạt động diễn ra tại lễ kỷ niệm, đảm bảo tốt công tác vệ sinh, cảnh quan đô thị dọc tuyến đường vào khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào, đảm bảo xanh, sạch đẹp, chủ động phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. Sáng nay, ngày 5 tháng 8, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 tại xã Mừng Lượm, huyện Yên Châu. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thường lệ thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Theo đó, kỳ họp thường lệ thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét 21 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, dân tỉnh, Cục Thi án Dân sự tỉnh. Với tinh thần thẳng thắn cởi mở, cử tri xã Mường Lượm đã kiến nghị với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành có liên quan tăng cường giám sát tuyến đường Mường Lượm Tân Lập thi công chậm. Tuyến đường Mường Lượm Trường Hạc hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị sớm nâng cấp để nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa thuận lợi cần sớm đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho bản lượm và bản mé để nhân dân hội họp sinh hoạt cộng đồng thuận tiện xem xét hỗ trợ xi măng cho các bản ôn ốc bá khôm bản mé khấu khoang bản giảo làm đường bê tông nội bản kinh phí khoán cho thường trực mặt trận tổ quốc việt nam xã chưa đảm bảo Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã trả lời những kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các kiến nghị không thuộc thẩm quyền trình các cấp các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Người dân được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định 36 của Chính phủ. Thiệt hại do mưa lớn tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã. Sáng nay, ngày 5 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự 12 huyện thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng vũ trang quân khu 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động và tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phòng ngừa dịch bệnh. Kết quả huấn luyện 83,1% đạt khá giỏi, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao. Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế và tổ chức thi công các công trình quốc phòng, trường bắn, thao trường huấn luyện, đường tuần tra biên giới, ra phá bom mìn, vật nổ, bảo đảm đúng tiến độ, an toàn. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, luôn bám sát nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm đầy đủ hậu cần, vũ khí trang bị cho thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, sau tháng đầu năm 2022 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy, ban hành chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tuyển chọn và giao đủ 100% theo chỉ tiêu được giao tổ chức thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả xuất sắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Yên, diễn tập ứng phó báo lũ tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Yên. 12 huyện thành phố tổ chức tốt hội thi tìm hiểu về pháp luật dân quân tự vệ, phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, công an tỉnh nắm và quản lý chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn. Sau tháng cuối năm, các cơ quan đơn vị bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra như tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu và Sông Mã, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn, chuẩn bị tốt mọi mặt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Chiều ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tài chính ngân sách 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng còn lại của năm 2022. Theo đó, Dự toán thu ngân sách năm 2022 được Hội đồng nhân dân huyện giao trên 909 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện Thuận Châu là 57 tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 đã đạt trên 581,7 tỷ đồng, bằng 64,1% so với dự toán tỉnh giao và bằng 64% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 37 tỷ đồng, bằng 67,1% so với dự toán tỉnh giao, bằng 120,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương đạt 34,2 triệu đồng, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 8 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất, mặt nước đạt 844 triệu đồng. Để làm tốt công tác tài chính ngân sách 5 tháng còn lại của năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu đề ra những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2022, tập trung các giải pháp thu thuế, thu ngân sách, đảm bảo 100% các xã phải hoàn thành chỉ tiêu được giao, đẩy nhanh tiến độ thu chi ngân sách, không để trì trệ, chậm tiến độ tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban của huyện với các xã thị trấn để hướng dẫn chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ thu chi ngân sách. Các xã đẩy nhanh việc hoàn thiện triển khai duy tu bảo dưỡng trong mùa mưa và chủ động tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghị định số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2022 của chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để ngân hàng chính sách xã hội cho vay theo nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã hội, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai minh bạch, nghiêm cấm việc lợi dụng trục lợi chính sách. Theo đó, để kịp thời triển khai việc thực hiện giảm lãi suất các chương trình cho vay đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 36 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chủ động phơ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, biết và nắm rõ chính sách giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo nghị định số 36, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị định của chính phủ đến người vay theo đúng quy định, thực hiện cho vay đúng đối tượng, kiểm tra trước trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội các huyện thành phố phối hợp với các xã thị trấn, chỉ đạo trưởng thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức bình xét xác nhận đối tượng vay vốn đúng quy định của từng chương trình tín dụng, giám sát việc sử dụng vốn vay của đối tượng thụ hưởng, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La đã tập huấn phổ biến văn bản hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 36 của Chính phủ đến toàn thể các huyện thành phố và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tập trung công tác tuyên truyền đến các đối tượng, nhóm đối tượng được thụ hưởng đảm bảo nhất là các đối tượng được hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng đối tượng, đúng theo quy định của chính phủ. Gia đình chị Lò Thị Nga ở bản Cọ, phường Trường An, thành phố Sơn La cũng giống như nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn tỉnh đã được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền 50 triệu đồng để giải quyết việc làm khi biết được chương trình vay vốn này được giảm lãi suất 2% một năm, chị Nga rất là phấn khởi. Tôi rất là vui khi đã được vay của bên ngân hàng rồi xong lại được giảm thêm lãi suất mấy phần trăm bên ngân hàng nữa thì tôi mong muốn sau này ngân hàng lại cho gia đình tôi được vay thêm một ít nữa để phát triển kinh tế thêm ạ. Từ tháng 6 năm nay mình vay ngân hàng chính sách xã hội được 50 triệu mình mang đi mua cây giống và phân bón để trồng cà phê và được biết ngân hàng nhà nước sẽ giảm lãi cho mình rất vui trong 6 tháng đầu năm nay, qua quá trình kiểm tra giám sát của các thành viên ban đại diện hội đồng quản trị, ngân hàng chính sách xã hội các huyện thành phố đã thực hiện đối chiếu trực tiếp đến hộ vay qua đánh giá nguồn vốn vay ưu đãi đã kịp thời đến tay bà con người dân sử dụng vốn vay có hiệu quả và đúng mục đích đã góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo cận nghèo qua đó đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh sơn la Đêm mùng 4 dạng sáng ngày mùng 5 tháng 8 trên địa bàn xã Mường Hung huyện Sông Mã đã xảy ra lũ lớn trên suối Nậm Cát gây thiệt hại về diện tích sản xuất nông nghiệp và tài sản của nhân dân ở 16 bản dọc suối. Theo thống kê ban đầu, nước lũ cuốn trôi một cây cầu bê tông tại bản Nà Hựa, sạt lở tuyến đường từ ngã tư Yên Sơn đi Hua Binh, đoạn bản Cát, cuốn trôi ba con bò, một con trâu, 55 con da cầm, vùi lấp trên 171.000 m2 lúa. 14.000 mét vuông ao cá 35m mương phai, 20m tường kè điểm trường, một nhà vệ sinh, một tét nước và một số thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Mừng Hung đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra xác minh về mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra, tuyên truyền và huy động lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại. Ngày 4 tháng 8, đội thanh tra hành chính và chuyên ngành Thanh tra công an tỉnh và công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ tổ chức ký kết triển khai thực hiện mô hình mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một công an xã. Sau khi nghiên cứu hồ sơ tài liệu kết hợp trao đổi trực tiếp, từ đó hướng dẫn công an xã Tân Xuân nâng cao chất lượng hiệu quả trong các mặt công tác như tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức trực ban, tiếp nhận, phân loại xử lý tố giác tin báo tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác. Hồ sơ giáo dục tại xã đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chủ động phối hợp với công an xã Tân Xuân cùng các lực lượng cơ sở tham mưu xây dựng củng cố hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, thanh tra công an tỉnh đã trao tặng ủy ban nhân dân xã Tân Xuân một bộ đèn năng lượng mặt trời trị giá 10 triệu đồng tặng công an xã một máy lọc nước trị giá 5 triệu đồng, một bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng và một bộ biển địa điểm tiết công dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Quốc Hưng. Cảm ơn biên tập viên Hà Nhung. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trước hết là tin mưa rông và cảnh báo mưa lớn cục bộ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh ở tỉnh Sơn La. Từ đêm ngày mùng 4 đến sáng sớm ngày mùng 5 tháng 8 ở tỉnh Sơn La đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đêm ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 8 tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra ở các huyện Mường La, Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày mùng 8 tháng 8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét, mưa đá cấp độ 1. Tiếp theo là thời tiết các huyện thành phố trong tỉnh. Thành phố Sơn La, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Thời tiết tại huyện Thuận Châu, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thời tiết tại huyện Quỳnh Nhai, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thời tiết tại huyện Mường La, nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thời tiết tại huyện Mai Sơn, nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tiếp theo, thời tiết tại huyện Sông Mã, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thời tiết tại huyện Sốc Cộp, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thời tiết tại huyện Bắc Yên, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thời tiết tại huyện Phù Yên, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thời tiết tại huyện Yên Châu, nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thời tiết tại huyện Mộc Châu, nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và rông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thời tiết tại huyện Vân Hồ, nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và rông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của đài phát thanh truyền hình sơn la cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi